Trong vòng chưa đầy một tuần, Manchester United phải chạm trán Leeds United tới 2 lần. Sau trận đấu bù ở vòng 8 Premier League hồi giữa tuần, hai đội sẽ tái đấu tại vòng 23 vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 2. Ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, Erik ten Hag đã rất tức giận khi các học trò nhập cuộc không tốt, dẫn đến việc bị dẫn trước đến 2 bàn. Tuy vẫn kịp gỡ hòa nhờ công của Rashford và Jadon Sancho, nhưng bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ để làm ông thầy người Hà Lan hài lòng. Và Quỷ Đỏ sẽ phải rất quyết tâm để giành trọn vẹn 3 điểm tại sân Ellen Road để xin lỗi người hâm mộ vì những sai lầm cách đây vài ngày. Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu, xin mời đến ngay với chương trình nhận định trước màn so tài giữa Leeds United và Man United của Random Football. Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng thứ Năm vừa qua theo giờ Việt Nam, Man United đã bị đối thủ vươn lên dẫn trước ngay từ phút đầu tiên sau sự thiếu tập trung của các cầu thủ. Sang đến đầu hiệp 2, kịch bản này lại một lần nữa tái hiện và Leeds United vươn lên dẫn trước đến 2-0 chỉ chưa đầy 50 phút của trận đấu. Dù sau đó, phản ứng của Quỷ Đỏ là rất đáng ghi nhận khi tinh thần chiến đấu kiên cường, không đầu hàng của các học trò thầy 10 đã giúp đội bóng có được hai bàn thắng do công của Marcus Rashford cùng với Jadon Sancho. Nhưng nhiều đó là chưa đủ để có thể giành chiến thắng và Man United đành chấp nhận chia điểm ở trận derby Hoa Hồng. Erik ten Hag đã tỏ ra bực tức với các cầu thủ ngay trên sân sau những pha xử lý cầu thả hay nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Ông cũng đã chia sẻ sau trận đấu rằng không một ai có thể chấp nhận về trận hòa này và toàn đội buộc phải thắng trận sau để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Tôi thật sự tức giận khi chúng tôi đã khởi đầu một trận derby tệ hại như vậy. Các cầu thủ của tôi cũng rất tức giận. Chúng tôi muốn được đá trận Leeds ngay lập tức. Nhưng chúng tôi hiểu, chúng tôi phải kiên nhẫn, phục hồi năng lượng và sẵn sàng cho trận tái đấu vào Chủ nhật. Man United phải chiến thắng trận đấu sau. Đó phải là lời xin lỗi để gửi đến người hâm mộ về màn trình diễn này. Mệnh lệnh buộc phải thắng đã được đưa ra. Và giờ là lúc chờ xem phản ứng của Man United trong trận đấu tới sẽ là như thế nào. Đội bóng đã nhập cuộc không tốt ở đầu của mỗi hiệp đấu và đây là điều cần phải chấn chỉnh ngay. Khi mà Leeds United sẽ tiếp tục trung thành với lối chơi áp sát, gây áp lực ngay từ tuyến đầu. Vấn đề mà cựu thuyền trưởng Ajax cần phải giải quyết chính là tuyến giữa. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Fred cùng Marcel Sabitzer đã chơi không tốt ở trận đấu trước đó, đặc biệt là Đại Đế. Anh liên tục để mất bóng, chuyền hỏng và không đảm bảo sự an toàn cần thiết trước lối chơi áp sát của đối thủ. Về phần tân binh người Áo, dù đã rất nỗ lực nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập tốt với lối chơi của cả đội. Chỉ có Casemiro mới có thể đá cạnh và giúp Fred chơi tốt, thì việc Sabitzer thất bại cũng là điều dễ hiểu. Vậy chiến lược gia người Hà Lan sẽ lựa chọn ai trong vai trò cầm trịch tuyến giữa tại sân Ellen Road Chủ nhật này? Trong tay của Erik ten Hag vẫn còn Victor Lindelof cùng với Lisandro Martinez có thể đảm nhiệm vị trí này. Người băng đã có hai trận đấu được sử dụng ở vai trò này trong trận bán kết lượt về Carabao Cup và chính trận đấu với Leeds United vào giữa tuần vừa qua. Vậy nên đội trưởng đội tuyển Thụy Điển là ứng viên sáng giá nhất nếu thầy 10 phải thay đổi. Về phần gã đồ tể, anh vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự và thật khó để nhà cầm quân 53 tuổi thay đổi vị trí của anh, nhất là khi Li Cha đang là đối tác hoàn hảo của Rafael Varane. Nếu đẩy số 6 lên hàng tiền vệ, Luke Shaw sẽ được lựa chọn thay thế nơi trung vệ lệch trái và Tyrell Malacia sẽ xuất phát ngay từ đầu. Chấn thương của Donny van der Beek, Christian Eriksen, Scott McTominay cùng với án treo giò của Casemiro đang mang đến quá nhiều khó khăn cho Manchester United. Đây là bài toán đau đầu đối với cựu thuyền trưởng Ajax nếu muốn đội bóng giành được kết quả tốt nhất trên sân khách vào cuối tuần này. Trên hàng công, Quỷ Đỏ vẫn sẽ không có sự phục vụ của Anthony Martial và Anthony. Trong trận đấu bù vòng 8 Premier League vừa qua, Marcus Rashford đã được giao nhiệm vụ bên hành lang phải và anh đã chơi không tốt trước khi tỏa sáng rực rỡ khi được trả về vị trí sở trường, đó là trung phong cắm hoặc là tiền đạo cánh trái. Liệu chiến lược gia người Hà Lan có tiếp tục sử dụng anh ở bên cánh phải khi mà độ hiệu quả của chân sút sinh năm 1997 đã giảm đi rõ rệt? Mặc dù thầy 10 luôn khẳng định rằng ông không thấy vấn đề gì khi để tiến sĩ đá bên hành lang phải, nhưng ông cũng sẽ phải cân nhắc rất nhiều trong việc sắp xếp đội hình vào Chủ nhật này. Jadon Sancho đã tỏa sáng rực rỡ sau khi được tung vào sân trong hiệp 2 trước Leeds United.
nhưng thể trạng của anh thì vẫn chưa chắc chắn là có thể hoàn thành trọn vẹn 90 phút. Nhưng anh vẫn có thể là phương án xuất phát ngay từ đầu, và khi đó thì tài năng trẻ Alejandro Garnacho sẽ trở thành quân bài chiến lược trên băng ghế dự bị. Sao Mai, người Argentina đã rất nỗ lực ở trận đấu vừa qua, nhưng sự vội vàng trong khâu dứt điểm đã khiến anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Số 49 cũng tỏ ra thất vọng với chính bản thân mình khi bị ông thầy người Hà Lan thay ra, nhưng đó là tinh thần chiến đấu cần phải có để giúp chàng trai này tiến bộ hơn trong tương lai. Về phần Leeds United, những dấu ấn mà huấn luyện viên tạm quyền Michael Scubala đã để lại là vô cùng rõ nét. Ông đã yêu cầu các học trò chủ động dâng cao đội hình, gây áp lực và pressing cực kỳ dát, khiến cho Man United gặp vô vàn khó khăn. Cùng với đó, khả năng tận dụng cơ hội của Leeds United cũng rất đáng ghi nhận với hai bàn thắng từ những sai lầm của đối phương. Ở cuộc tái đấu trên sân nhà Elland Road, đội bóng áo trắng sẽ tiếp tục chọn cách nhập cuộc y hệt cuộc đối đầu vào rạng sáng thứ năm vừa qua. Họ đã làm tốt và khó có lý do để thay đổi. Michael Scubala vừa có khởi đầu như ý ngay trong trận đấu đầu tiên nắm quyền tại Leeds United, và ông rất mong sẽ kéo dài niềm vui của mình. Về tình hình lực lượng, Pascal Strike, Luis Sinisterra, Adam Forshaw, Archie Gray, Stuart Dallas và Rodrigo sẽ vắng mặt do chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Mark Roca và Liam Cooper vẫn còn bỏ ngỏ. Bộ đôi người Mỹ Tyler Adams cùng với Weston McKennie sẽ tiếp tục lĩnh sướng và hỗ trợ tối đa cho tiền đạo đã chơi khá hay ở trận lượt đi là Wilfried Nonto. Erik ten Hag đã rất bực tức sau trận đấu hồi giữa tuần về cách mà các cầu thủ thi đấu, cùng với đó là sự tập trung trong giai đoạn đầu. Những sự điều chỉnh chắc chắn sẽ được đưa ra và mệnh lệnh phải thắng đã được ban hành. Man United sẽ phải giành được 3 điểm trong chuyến làm khách tại Elland Road vào 21 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 2. Tiếp theo, hãy cùng Random Football điểm qua một chút về lịch sử đối đầu giữa hai đội. Trong lịch sử, đã có tổng cộng 112 trận derby hoa hồng diễn ra giữa hai đội. Thành tích nghiêng hẳn về Man United với 49 chiến thắng, 37 trận hòa và thua 26 trận. Lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau là vào ngày 20 tháng 1 năm 1923, khi ấy hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Kể từ kỷ nguyên Premier League, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 29 lần với 16 thắng lợi cho Quỷ Đỏ, 9 trận hòa, trong khi Leeds có được 4 chiến thắng. Mùa giải năm ngoái trên sân Elland Road, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu ngập tràn bàn thắng, và Man United là đội đã giành được chiến thắng. Harry Maguire cùng với Bruno Fernandes sớm đưa đội khách vươn lên dẫn trước sau hiệp 1, nhưng chỉ cần 2 phút trong hiệp 2, Rodrigo và Rafinha đã tái lập thế cân bằng. Tuy vậy, đó là tất cả những gì mà đội chủ nhà có thể làm được. Fred Đại Đế cùng với Anthony Elanga đã lập công ấn định thắng lợi 4-2 và tạo nên trận derby hoa hồng giàu cảm xúc. Bây giờ, hãy cùng đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của cả hai đội trước trận đấu vào đêm Chủ nhật tới. Về phía Man United, sơ đồ 4-2-3-1 tiếp tục được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành số 1 David De Gea. Bộ đôi trung vệ sẽ là cặp đôi quen thuộc Rafael Varane cùng với Lisandro Martinez, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Diogo Dalot bên cánh phải và Luke Shaw ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi mới toanh Victor Lindelof kết hợp cùng với tân binh Marcel Sabitzer. Trên hàng tấn công, Jadon Sancho sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công Marcus Rashford bên cánh trái, Bruno Fernandes bên phải và trung phong cắm mang tên Wout Weghorst. Về phía Leeds United, sơ đồ mà huấn luyện viên tạm quyền Michael Scubala sử dụng sẽ là 4-2-3-1. Trong khung gỗ sẽ vẫn là thủ thành người Pháp Ilan Meslier. Bộ đôi trung vệ sẽ bao gồm Maximilian Weber cùng với Robin Koch. Hai cái tên đảm nhiệm hành lang cánh sẽ là Luke Ayling bên cánh phải và Junior Firpo ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi người Mỹ Tyler Adams kết hợp cùng với tân binh Weston McKennie. Trên hàng tấn công, Jack Harrison sẽ chơi ở vai trò số 10 để hỗ trợ cho bộ ba Wilfried Nonto bên hành lang trái, Somerville ở phía đối diện và trung phong Patrick Bamford. Cuối cùng, hãy đến với những phát biểu đến từ hai vị chiến lược gia trước trận đấu vào cuối tuần này. Về phía Man United, Erik ten Hag đã có những chia sẻ về sự kiện European Super League đang thu hút rất nhiều sự chú ý gần đây. "Tôi nhận thức được sự năng động và những gì đang diễn ra, sự phát triển của bóng đá. Nếu họ nảy ra ý tưởng mới, tôi phải xem qua rồi mới đưa ra ý kiến. Tôi không biết vì chúng tôi đang chơi rất nhiều trận đấu vào thời điểm này
và chúng tôi phải phát triển đội bóng này với những cầu thủ mới và chúng tôi phải giải quyết một số vấn đề mà chúng tôi gặp phải. Tôi nghĩ cấu trúc này là tốt, nhưng sẽ luôn có những sáng kiến để làm cho nó tốt hơn, để làm cho bóng đá tốt hơn, và đó là cuộc sống. Mọi người sẽ luôn muốn xây dựng tốt hơn, đó là một điều tốt. Nếu nó có lợi cho bóng đá thì điều đó luôn luôn tốt. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên tạm quyền Michael Scubala đã có những chia sẻ về lịch thi đấu dày đặc và ông cũng tự tin ở trận đấu tới. Với thời gian chúng tôi có, với các cầu thủ và với 3 trận đấu trong 7 ngày, đó là vấn đề về quá trình phục hồi và tái tạo. Nhưng bạn có thể hoàn thành một số công việc với một vài sự điều chỉnh. Các cầu thủ thật tuyệt vời. Họ là một nhóm cầu thủ tốt để làm việc cùng. Họ làm việc chăm chỉ, trung thực và họ đã thể hiện thực sự tốt. Và tất cả các nhân viên cũng vậy. Câu lạc bộ nên tự hào về họ và người hâm mộ nên tự hào. Nhưng đó vẫn là một điểm. Đây là một trận đấu khác để cố gắng giành 3 điểm cho câu lạc bộ. Chúng tôi lại tiếp tục thi đấu vào Chủ nhật và chúng tôi cố gắng giành 3 điểm. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.